Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, nhiều xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên cũng như những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngập sâu trong nước, khiến giao thông ở Thái Nguyên bị chia cắt cục bộ ở nhiều nơi, người dân nhiều khu vực bị mắc kẹt trong vùng lũ. Trong 24 giờ ngày 9 tháng 9, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi 296,6 mm như Yên Đổ, Phú Lương, Bảo Linh, Định Hóa 250,8 mm. Đã khiến nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên ngập sâu. Một số tuyến đường ngập từ 1 đến 2 mét, giao thông ở Thái Nguyên bị chia cắt cục bộ. Người dân di chuyển về các địa phương trong tỉnh hay hướng đi Thái Nguyên Bắc Cạn đang bị mắc kẹt tại nhiều điểm. Tại địa phận xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, nước lũ lên cao khoảng 1,5 mét. Tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới đi Bắc Cạn chìm sâu trong biển nước, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Một tài xế lái xe tải chuyên chạy tuyến Hà Nội Bắc Cạn đã bị mắc kẹt hơn 7 giờ tại khu vực trên. Người tài xế chia sẻ rằng, đường ngập sâu, nhiều điểm ngập từ 1,5 đến 1,8 mét. Để đi từ Thái Nguyên về Bắc Cạn, chỉ có hai tuyến đường, tuyến đi theo quốc lộ 3 cũ và tuyến Thái Nguyên Chợ Mới, song cả hai tuyến đường này đều đã ngập sâu. Không chỉ mắc kẹt không về được Bắc Cạn, người tài xế lái xe tải còn rất sốt ruột, muốn báo tin cho gia đình, nhưng sóng điện thoại yếu không thể gọi, mạng Internet đều không có. Anh chia sẻ thêm rằng, ở Bắc Cạn, gia đình anh ở ngay gần đập chứa nước, mưa kéo dài, nguy cơ nước tràn rất cao. Giờ anh muốn về cũng không thể về được, rất lo ở nhà. Một người dân khác bất lực nhìn dòng nước càng lúc càng dâng lên cao, trong khi phải đứng đợi nhiều giờ đồng hồ trên quốc lộ 3 cũ. Quay lại đi đường Thái Nguyên Chợ Mới thì tới trạm thu phí BOT cũng bị chặn lại vì nước ngập sâu không đi được. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mực nước lũ trong sông Cầu lên cao đã gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của nhiều vùng dân cư sinh sống dọc theo hai bên bờ sông Cầu, đi qua các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên nhận định, đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp, mưa lớn cục bộ và việc điều hành điều tiết các hồ chứa thượng lưu làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven các sông, suối và những điểm sung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải. Đến 21 giờ tối ngày 9 tháng 9, mực nước sông Cầu là 2.871 cm, cao 171 cm so với trận lũ lịch sử ngày 2 tháng 7 năm 1959. Tuy nhiên, nước đã đứng được nhiều giờ. Dự báo lũ trên sông Cầu có thể tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh. Tại trạm thủy văn Gia Bảy, đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào đêm ngày 9 tháng 9 ở mức 2.890 cm, cao hơn 190 cm so với báo động cấp 3. Hoàn lưu của cơn bão số 3 khiến mực nước trên sông Cầu dâng cao kỷ lục. Tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, khoảng 3.000 hộ dân thuộc 22 phường xã đã bị ngập úng, gần 600 hộ phải di rời người và tài sản. Lực lượng cứu hộ nỗ lực tập trung toàn bộ phương án 4 tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Tại khu vực chân cầu Bến Tượng thuộc địa bàn phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tại thời điểm 14 giờ ngày 9 tháng 9, mực nước dâng cao gây ngập tuyến đường quốc lộ 1B, chia cắt toàn bộ khu vực dân cư phía bên kia chân cầu. Nhiều người muốn tiếp tế nhu yếu phẩm cho người thân trong vùng bị ngập, nhưng do diễn biến nước lũ phức tạp, khó lường nên lực lượng chức năng kiên quyết không cho di chuyển. Những người làm nhiệm vụ trực tiếp mới được vào khu vực nước ngập. Trong những ngày này, lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách hỗ trợ nhân dân sơ tán và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi an toàn. Lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng trực tiếp đến kiểm tra tại những khu vực công trình trọng điểm sung yếu như các công trình đê điều, vị trí, khu vực bị sạt lở đất và có nguy cơ sạt lở cao, các khu vực bị ngập, để kịp thời chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Văn Nam, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết, công tác ứng phó với thiên tai đã được thành phố có phương án ngay từ trước khi bão đổ bộ. Lãnh đạo thành phố đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các khu vực sung yếu, ngầm tràn, đập tràn, cầu phao, cầu treo trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị phương tiện máy móc, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, thời điểm hiện tại, 22 xã phường của thành phố bị ngập úng, trong đó có 116 xóm, tổ dân phố bị ngập và 15 xóm, tổ dân phố bị cô lập. Ngoài ra, trên địa bàn có hơn 850 hectare lúa và hoa màu bị đổ rạp, hơn 10 hectare trồng keo bị gãy, thiệt hại 200.000 con gia cầm và 0,4 hectare ao cá bị lũ cuốn trôi. Nhiều trường học trên địa bàn bị tốc mái, sập trần.
lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nước dâng cao. Tại một số địa phương khác như Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, thành phố Sông Công, nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Một số điểm đã xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng đã kịp thời di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả và tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại trên địa bàn, có phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, nước lũ trên sông Cầu vẫn đang lên chậm. Tại trạm Thủy văn Gia Bảy, nước lũ đã vượt báo động cấp 3 hơn 115cm và sấp xỉ với trận lũ lịch sử xảy ra ngày 2 tháng 7 năm 1959. Mực nước hồ núi Cốc đang có chiều hướng tăng nhanh cùng với mưa to đến rất to đang tiếp tục xảy ra tại các huyện Định Hóa, Phú Lương. Để chủ động ứng phó với mưa lũ và hạ dần mực nước trong các hồ đón lũ, tạo dung tích phòng lũ, 14 giờ ngày 9 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã vận hành xả nước qua tràn hồ núi Cốc với lưu lượng xả từ 60 đến 300 mét khối trên giây. Công ty khuyến cáo người dân phía hạ du sau tràn có biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn trong thời gian xả lũ. Vào lúc 22 giờ tối ngày 9 tháng 9, trời mưa nặng hạt, hàng chục chiếc xuồng được chất lên xe tải, thẳng hướng từ khu vực Chùa Hương lên Thái Nguyên để hỗ trợ người dân nơi đây đang chịu cảnh ngập lụt. Đây là hành động thiện nguyện tự phát của một nhóm hộ dân tại khu vực Bến Yến, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Không chỉ xuồng đò, người dân Chùa Hương còn bố trí cả tay chèo, di chuyển ngay trong đêm từ Hà Nội lên Thái Nguyên để cứu trợ ngập lụt. Một gia đình có người quen đang công tác tại Thái Nguyên cho biết, lúc nghe tin ngập lụt đang hoành hành, phương tiện cứu trợ lại thiếu, gia đình chị quyết định ủng hộ bằng việc đưa xuồng của gia đình lên hỗ trợ. Sau khi bàn bạc với một số gia đình nữa, nhóm của chị quyết định thực hiện ngay trong tối ngày 9 tháng 9. Người góp xuồng, người góp xe tải, người góp đồ ăn, tất cả đều miễn phí. Do cồng kềnh, mỗi xe tải chỉ chở được 3 xuồng, đã có 3 chuyến di chuyển lên Thái Nguyên. Ngoài xuồng, người dân Chùa Hương còn đưa cả những tay chèo kinh nghiệm đi cùng. Khi tới vùng ngập sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Chị nói trước mắt, tạm thời vận chuyển như vậy, chờ xem đoàn đầu tiên lên tới Thái Nguyên rồi thông báo xem sao, nếu cần sẽ tiếp tục tăng cường. Thông tin thêm, lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết, sáng ngày 10 tháng 9, đơn vị này sẽ lấy ý kiến rộng rãi về việc điều động xuồng để hỗ trợ các địa phương bị ngập lụt. Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm kiếm hỗ trợ bằng xuồng cứu sinh, phao, nước uống, đèn pin để thoát khỏi khu vực nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Phản hồi lại những thông tin này, nhiều người đã kêu gọi ủng hộ người dân Thái Nguyên, chia sẻ những vật dụng cần thiết. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.